Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái hình ảnh thực tế về cái cốc thép mẫu tăng cường ấy, tức là lớp thép sàn trên ấy, nhưng mà có hai loại thép, một loại là chạy suốt và một cái loại là thép mẫu. Hãy đến với Ăn Sạch Uống Sạch để tận hưởng dịch vụ thi công cảnh quan cây xanh chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiết kiệm, giúp cho quý khách có được môi trường sống và làm việc một cách thoải mái nhất. Đến với Ăn Sạch Uống Sạch để được trải nghiệm các dịch vụ tư vấn các loại cây cảnh phù hợp và hiệu quả, thi công cảnh quan sân vườn, biệt thự, thi công vườn treo, vườn tường đứng, lắp đặt dàn hoa ban công, lắp đặt dàn leo cây xanh, chăm sóc cây cảnh định kỳ. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911594969 để được tư vấn tận tình. Thì đầu tiên đây là một cái sàn của một cái dinh thự á. Quý vị thấy khá là lớn này. Anh em đang đổ bê tông sàn. Đây. Chúng tôi quay cái quy mô tổng thể trước để quý vị thấy cái mức độ, cái độ lớn, tiện nghi của cái công trình để mình yên tâm mình tham khảo cái thông tin mà được ghi nhận trong cái video như thế này. Thì chúng tôi quay lại cái chi tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ, đó là thép mẫu, thép trên của sàn ấy, mà có hai loại, là một loại chạy suốt và một cái loại là thép mẫu dừng lại ở 1/4 nhiệt tính từ gối ra. Thì chúng tôi gói gọn trong một cái ô sàn này, nó giới hạn bởi cái dầm và ống ghi cọc. Thì nó có cái dầm như thế này. Cái này thì đối với anh em kỹ sư xây dựng, các anh em thi công cũng như là chủ đầu tư mà sang nhiều cái công trình rồi thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà một số anh em mới vào nghề hoặc là một số chủ đầu tư lần đầu tiên xây nhà, đặc biệt là xây nhà mà có cái nhịp sàn nó vượt nhịp lớn thì có thể tham khảo. Thì đây, cái từ trong dầm ra này, thì chúng ta thấy cái sắt lớp trên á, sắt sàn lớp trên đây, thì nó có cái thanh sắt sắt mẫu này này, đó, nó sẽ dừng cái chỗ này. Thì cái đây trong bóng vải chúng tôi là phi 14 A150 đó, đây là những cái thanh sắt như vậy. Ngoài ra thì nó có một cái loại sắt phi 12 A300, nó chạy suốt. Đó, nó chạy băng qua giữa nhịp sàn và băng qua bên kia luôn. Đó. Rồi, thì đây này, cái đây là cứ nó chạy đều. Đó. Cứ cách nhau 1.5 tấc là một thanh. Còn cái thanh sắt mà chạy suốt này nó A300, cho nên cứ cái thanh này không có, thanh này có, cái thanh này không có, thanh này có. Đó. Thì cái hình ảnh trên thực tế là như vậy. Đó, đây là cái khu vực giữa sàn. Thì lớp sắt sàn trên đó, chỉ có cái lớp phi 12 A300 chạy suốt. Đó, cho nên nó thưa như thế này. Đó. Các cái ô sàn khác cũng vậy. Chúng ta nhìn ra xa xa cho nó dễ nhìn tổng thể. Đó, đây là cái khu vực sắt mẫu phi 14 A150 này. Còn cái đây là cái khu vực lớp sắt sàn trên chạy suốt phi 12 A300. Đây, anh em đang đổ bê tông giữa trưa đây. Thì quý vị thấy cái sắt sàn nó cũng hơi đổ màu vàng, nó rỉ nhẹ rồi đó. Chúng tôi đang làm video này là vào cái ngày 4 tháng 6 năm 2021, là cái lần thứ tư mà dịch Covid-19 nó càn quét qua Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cho nên là chúng tôi cũng chờ cho dịch nó lắng xuống để mà đổ bê tông sàn. Tuy nhiên là càng chờ thì dịch nó càng nặng. Cho nên là chúng tôi xin phép chủ tư tiến hành đổ luôn. Hiển nhiên là chúng tôi cũng cẩn thận là cho anh em đeo khẩu trang, đứng cũng thưa thưa ra.
và đổ dưới cái nắng. Hy vọng là virus corona sẽ không có tấn công anh em. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh YouTube Kho Tư liệu Xây dựng, fanpage Facebook Kho Tư liệu Xây dựng, cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.